hello xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp cùng các bạn trong video ngày hôm nay và chủ đề trong video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là làm đẹp từ mặt nạ giấy chiết xuất ngọc trai à, đầu tiên nhá chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về ngọc trai là gì cũng như là tầm quan trọng của việc đắp mặt nạ giấy thì theo anh thấy thì cái việc đắp mặt nạ bây giờ đối với chúng ta là quá quen thuộc rồi đúng không? tại vì nó là một trong những cái bước làm đẹp mà không thể thiếu được trong những bước dưỡng da hàng ngày của chúng ta. À, chẳng hạn như là sau khi chúng ta rửa mặt tẩy trang rồi chúng ta sử dụng mặt nạ rồi toner rồi các loại kem dưỡng da dưỡng trắng và với cái việc đắp mặt nạ như thế này thì nó sẽ giúp cho việc là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da của chúng ta cũng như là giúp cung cấp độ ẩm khiến da của chúng ta trắng sáng hơn và theo anh thấy thì hiện nay trên thị trường có khá là nhiều loại mặt nạ chẳng hạn như là mặt nạ đất sét này rồi là nhiều dạng như gel kem hay là uh, phổ biến như là mặt nạ môi mặt nạ body rồi là mặt nạ mắt và một trong những loại mặt nạ phổ biến nhất đó chính là mặt nạ giấy mà được nhiều chị em ưa chuộng sử dụng à vậy mặt nạ giấy là gì thì kiều anh sẽ nói qua một chút nhé thì mặt nạ giấy nó sẽ là một miếng giấy được cắt theo hình khuôn mặt của chúng ta và hở mũi môi miệng rồi được ngâm trong những loại dưỡng chất có thể như là dưỡng chất là giúp trắng da này sáng da rồi là dưỡng ẩm cho da cung cấp các collagen cho da rồi là tạo độ đàn hồi cho da của chúng ta và đối với các chị em mà da của chúng ta bị đen sạm rồi là bị chịu uh, tác động của ánh nắng mặt trời hay là tia UV rồi là vân 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 khiến da của chúng ta sạm đi nhá thì mọi người thường có xu hướng là tìm kiếm các loại kem dưỡng trắng rồi là các loại mặt nạ mà làm sáng da rồi uh, giúp cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn đúng không? Và theo khảo sát của Kiều Oanh, theo trong một thời gian gần đây thì rất nhiều chị em tìm đến các loại mặt nạ như thế và mặt nạ ngọc chai thiết xuất từ hàn quốc là một trong những loại sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng và trong những loại mặt nạ ngọc chai mà Kiều Anh vừa kể bên trên thì điển hình nhất chính là dạng mặt nạ ngọc chai AmuSic đến từ Hàn Quốc bên cạnh Kiều Anh đây và đây là một trong những cái sản phẩm mà được rất nhiều người sử dụng và bản thân Kiều Anh bây giờ chính Kiều Anh cũng đang sử dụng sản phẩm này vậy nó có ưu điểm như thế nào cách sử dụng ra làm sao rồi là chiết xuất từ gì mà nó lại được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng như thế thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về công dụng làm đẹp của ngọc chai thì chắc hẳn là mọi người ở đây với những người mà kể cả dù có sạch làm đẹp hay là không Thì chúng ta cũng đều biết rằng ngọc trai nó là một trong những cái nguyên liệu mà làm đẹp rất quen thuộc từ xa xưa cho đến nay rồi Bởi vì nhá như bột ngọc trai hay là kể cả cái viên ngọc trai như chúng ta đều biết đấy là nó vô cùng quý hiếm mà bên cạnh đó nó có rất nhiều dưỡng chất mà tốt cho việc làm đẹp chẳng hạn như là các axit amin này protein này hay là vitamin hoặc là nó còn có collagen ở trong đấy nữa cơ. Thế nên là ngày xưa ấy thì tất cả những bậc vua chúa hay là những người mà có địa vị cao trong cái xã hội ngày xưa thì người ta sẽ thường sử dụng cái bột ngọc trai để để làm đẹp, để đắp lên mặt rồi để cho cái bột ngọc trai này nó giữ phấn tốt hơn cũng như là giúp da của họ luôn căng bóng mịn màng hơn. Và tất nhiên là hiểu được điều này, hiểu được nhu cầu thị yếu của chị em việc làm đẹp như thế nào Thế nên là nhà sản xuất, cụ thể là hãng Amusix đến từ Hàn Quốc này Thì đã cho ra đời sản phẩm mặt nạ giấy chiết xuất ngọc trai Và khi nói đến cái sản phẩm này Có thể kể đến 5 công dụng tuyệt vời nhất khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm mặt nạ ngọc trai này Đầu tiên, đó chính là khả năng làm sáng da và trắng da như kiểu anh vừa chia sẻ bên trên đối với những chị em nhá mà chúng ta có làn da không được sáng cho lắm ấy mà nói chung là nó không phải là do da ngăn đâu nhá mà là da của chúng ta bị sạm này hay là bị nám tàn nhang, thậm chí là chúng ta bị uh, tác động của phấn son hay là mỹ phẩm mà khiến cho da chúng ta sạm đi ấy thì khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm mặt nạ ngọc trai này nó sẽ làm cho da của chúng ta sáng hơn và sử dụng trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ thấy cảm nhận được cái sự khác biệt, nghĩa là khi đó thì các Vitamin có trong sản phẩm này và các protein acid amin nó sẽ tác động lên da của chúng ta làm cho da của chúng ta sáng hơn cũng như là loại bỏ các khuyết điểm như là sự tác động của tia UV hay là những cái vết nám tàn nhang của chúng ta thì đều cũng được xử lý nghĩa là chúng ta thường xuyên sử dụng ờ uh, tối ưu nhất là từ 2 cho đến là 3 lần trong một tuần và chúng ta cứ sử dụng đều đặn đều đặn như thế thì kiểu anh tin chắc rằng sau một thời gian thôi da của chúng ta sẽ sáng lên trông thấy kết hợp với việc sử dụng các bước làm đẹp khác thì kiểu anh tin chắc rằng da của chúng ta sẽ sáng và cực kỳ trắng luôn Công dụng thứ hai khi chúng ta nhắc đến sản phẩm này đó chính là cung cấp collagen cũng như là tăng cường độ đàn hồi cho làn da của chúng ta Um, thường thì khi mà chị em phụ nữ chúng ta Khi mà nhìn da của con gái Hàn Quốc ấy Chúng ta kiểu uh, cảm giác như là Rất là thích thú cũng như là kiểu Cảm thấy là tại sao da của họ lại đẹp như thế Mà da của họ nếu như da trắng Đã là một vấn đề rồi Nghĩa là ở nước họ có cái khí hậu mát mẻ như thế Thì việc da họ trắng thì không có gì quá là lạ Nhưng mà tại sao nếu đến 10 người Thì có đến 9 người phụ nữ Hàn Quốc Da của họ lúc nào cũng căng bóng uh, Thậm chí là trông rất là mướt Cũng như là trẻ trung ấy Thì uh, kiều anh chắc chắn rằng một trong những cái bí quyết của họ chính là sử dụng sản phẩm mặt nạ ngọc chai bởi vì cái sản phẩm mặt nạ ngọc chai như kiều anh này vừa kể này thì nó sẽ có công dụng là tăng cường độ ẩm cho da của chúng ta à, cùng với đó là cung cấp collagen tái tạo làn da và khiến cho da của chúng ta được căng mịn hơn và thế nên là khi chúng ta có thể thấy là khi sử dụng trong một thời gian dài thì nó sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng là tốt chẳng hạn như khiến cho da của chúng ta ngày một căng bóng hơn và khiến da của chúng ta mịn màng hơn hạn chế những cái khuyết điểm trên da như là mụn hay là nám tàn nhang công dụng thứ ba đó chính là nó làm trắng cũng như là làm mịn da chúng ta tự nhiên thường thì khi mà chị em chúng ta mà muốn da mịn hơn hay là muốn da của chúng ta trắng hơn thì chúng ta phải sử dụng đến các biện pháp từ các loại mỹ phẩm chẳng hạn như là kem nền phấn phủ rồi là che khuyết điểm đúng không? Nhưng mà thực ra ấy thì nếu như một làn da mà của chúng ta mà nó trắng cũng như là mịn tự nhiên thì chắc chắn là chúng ta sẽ thích hơn rồi. Đặc biệt là khi mà phụ nữ ngoài 30 tuổi rồi thì các dấu hiệu uh, lão hóa của chúng ta sẽ xuất hiện nhiều hơn cũng như là việc da của chúng ta sạm đi như kiểu anh chia sẻ ấy. Thế nên là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm mặt nạ ngọc trai như thế này thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta trắng sáng lên này và mịn màng tự nhiên chứ không phải là từ tác động từ các loại kem hay là từ những loại sản phẩm mỹ phẩm đâu nhá. Công dụng thứ tư đó chính là sản phẩm mặt nạ ngọc trai a music đến từ Hàn Quốc này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là có được một làn da khỏe mạnh, nuôi dưỡng da của chúng ta tốt hơn. Ờ, thường thì trong cái mặt nạ như thế này ấy thì nó sẽ chứa 15% canxi và khi canxi này khi chúng ta sử dụng sản phẩm mặt nạ ngọc chai nó sẽ đi vào bên trong da mặt của chúng ta thẩm thấu từ lớp da lớp biểu bì nó sẽ bắt đầu giúp cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn và như kiều anh có chia sẻ ở trong các video trước thì cái lớp da trên cùng của chúng ta này là lớp bảo vệ hay còn được gọi là skin barrier à khi chúng ta sử dụng mặt nạ ngọc chai này thì nó sẽ giúp cho cái lớp skin barrier này của chúng ta được khỏe mạnh hơn cũng như là nuôi dưỡng da của chúng ta luôn khỏe mạnh và tránh được sự tác động ở từ môi trường hay là thậm chí là từ những sản phẩm mỹ phẩm mà nó gây hại cho da của chúng ta. Và công dụng thứ năm cũng như là công dụng uh, cuối cùng tuyệt vời cũng như là nổi bật của sản phẩm này đó chính là nó giúp da của chúng ta uh, phục hồi làn da bị cháy nắng bị tổn thương. Thường thì khi vào mùa hè khi mà chị em chúng ta đi ra ngoài đường thì phải bịt kín đúng không? Uh, tuy nhiên thì vẫn có ít nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi uh, cái tia nắng mặt trời cũng như là cái tia UV ấy. Dù là chúng ta có bịt kín và khi đó nó không ảnh hưởng Nhưng mà nếu như chúng ta tiếp xúc trong một thời gian dài Và với cái cường độ ô nhiễm môi trường như bây giờ Cũng như là cái tia mà tia ảnh hưởng về mặt trời tia UV ngày một mạnh hơn Thì da của chúng ta chắc chắn là bị ảnh hưởng ít nhiều Vậy nên là không có gì quá muộn khi chúng ta sử dụng sản phẩm mặt nạ ngọc trai như thế này Bởi vì khi các tinh chất ngọc trai này đi sâu vào da mặt của chúng ta Nó sẽ nuôi dưỡng các lớp biểu bì cũng như là tế bào Và giúp da của chúng ta được phục hồi tốt hơn và những cái phần da bị cháy nắng ấy thì cái sản phẩm mặt nạ này nó sẽ giúp cho da của chúng ta được phục hồi đồng thời là tạo lên một cái lớp màng bảo vệ giúp da của chúng ta chống lại các tia UV và Mọi người đừng bao giờ cho rằng là chúng ta ngồi ở trong nhà dưới những cái tia đèn điện như thế này là không ảnh hưởng gì đâu nhá. Điều đấy là hoàn toàn sai bởi vì chính từ những cái tia đèn điện như thế này nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến da mặt của chúng ta. Vì vậy là khi sử dụng cái sản phẩm mặt nạ ngọc trai này, nó sẽ giúp da của chúng ta được khỏe mạnh hơn, cụ thể hơn là giúp phục hồi những người mà đã bị cháy nắng do tia nắng mặt trời và với năm công dụng tuyệt vời như vậy thì kiều anh tin chắc rằng mọi người sẽ muốn sử dụng thôi đúng không và nhất là đối với những chị em phụ nữ có một làn da mà chúng ta bị xỉn màu này rồi là bị sạm đen thì kiều anh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm mặt nạ ngọc trai này bởi vì bên cạnh việc làm trắng da sáng da mịn da bảo vệ da rồi khiến da da của chúng ta khỏe mạnh hơn cũng như là tăng cường độ đàn hồi thì sản phẩm này nó còn nuôi dưỡng da của chúng ta một cách khỏe mạnh và nó là một trong những cái bước mà không thể thiếu trong cái việc chăm sóc trong quá trình chăm sóc da của chúng ta hàng ngày rồi. Và cái thời điểm tuyệt vời nhất để chúng ta sử dụng mặt nạ này đó chính là vào buổi tối trước khi đi ngủ và các bạn nên nhớ rằng nhá là chúng ta chỉ đắp từ 15 cho đến là 20 phút trong buổi tối thôi. Rồi sau đó chúng ta phải bỏ ra mát xa mặt rồi rửa lại với nước nếu như mọi người đang thắc mắc rằng tại sao mặt nạ chỉ nên đắp từ 15 cho đến 20 phút thôi thì Kiều Anh sẽ giải thích rằng đối với sản phẩm mặt nạ giấy hay là bất cứ sản phẩm nào thì trừ mặt nạ ngủ hoặc là một số loại mặt nạ khác để qua đêm thì với cái sản phẩm mặt nạ giấy này chúng ta chỉ nên để 15 cho đến 20 phút bởi vì nếu như chúng ta để quá cái thời gian đấy nó sẽ tạo ra hiệu ứng ngược đó chính là hút ẩm ngược chứ không thể nào mà cung cấp ẩm lên da mặt của chúng ta nữa. Thế nên nhớ cho kiểu Anh chỉ đắp từ 15 cho đến 20 phút thôi. Và nếu như các bạn không phải tiếp xúc với mỹ phẩm quá nhiều, chẳng hạn như là việc ngày nào chúng ta cũng phải trang điểm ấy thì Oanh khuyên rằng thì chúng ta chỉ nên đắp 2 đến 3 lần thôi. Còn nếu mà công việc của chúng ta phải thường xuyên trang điểm này hay là phải trang điểm cắt đậm ấy thì chúng ta có thể là sử dụng ngày nào chúng ta cũng sử dụng được và hãy nhớ rằng bên cạnh việc sử dụng mặt nạ này thì cũng có những cái bước chăm sóc cho da, chẳng hạn như là sau khi đắp mặt thì nên dưỡng da bằng các loại kem hay là dưỡng ẩm rồi toner và hãy nhớ rằng ăn uống luyện tập đầy đủ để có một làn da tuyệt vời hơn như thế nữa và những lý do để bạn sử dụng sản phẩm mặt nạ giấy cụ thể là mặt nạ ngọc trai này đó chính là thứ nhất sau một ngày dài làm việc mệt mỏi khi đắp mặt nạ chúng ta sẽ được thư giãn tinh thần, thoải mái nằm nghỉ. Thứ hai, đó chính là nó cung cấp độ ẩm cho da và lấy đi những cặn bã bụi bẩn sau một ngày dài. À, và cái thứ ba đó chính là nó khiến cho da của chúng ta mát hơn dễ chịu hơn và phục hồi cho da của chúng ta một cách tuyệt vời và đó là những lý do mà chúng ta không nên bỏ qua và nên sử dụng ngay sản phẩm này ngay lập tức để có được làn da tuyệt vời và Kiều anh cũng xin được gợi ý một trong những địa điểm tuyệt vời uy tín để các bạn có thể mua sản phẩm này đó chính là mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ bởi các sản phẩm tại đây thì được phân phối chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc cũng như là các thương hiệu nổi tiếng và quan trọng siêu thị Hàn Quốc với tiêu chí chất lượng là uy tín cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này cũng như là việc khi bạn nhận được sản phẩm này thì bạn được phép kiểm tra hàng rồi sau đó mới thanh toán và điều cuối cùng đó chính là siêu thị Hàn Quốc thì cam kết đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày. Nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video, cụ thể là không đúng với những gì mà Kiều Anh đã miêu tả và quan trọng là siêu thị Hàn Quốc thì có địa chỉ uy tín rõ ràng. Các bạn có thể là đến bất cứ lúc nào để nhận được những tư vấn về sản phẩm. Vậy làm như thế nào để sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời như thế này? Thì Kiều Anh sẽ gợi ý các phương thức để bạn có thể mua sản phẩm tại đây. Đầu tiên, đó chính là chúng ta gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985. Anh nhắc lại một lần nữa nhé, đó chính là 0904 363 985. Phương thức thứ hai đó chính là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn từ Kiều Oanh cũng như là đến từ các chuyên viên khác và đặc biệt là nhận được nhiều ưu đãi dành riêng cho sản phẩm mặt nạ ngọc trai đến từ Hàn Quốc này. Chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi chúng ta đã sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng đúng không ạ? Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đã chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích về việc chúng ta nên chăm sóc da mặt bằng mặt nạ Ngọc Trai này như thế nào, cũng như là những lý do thuyết phục để chúng ta nên sử dụng sản phẩm này. Và hy vọng những thông tin đó thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức làm đẹp vô cùng bổ ích. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào bình an cũng như là luôn giữ được nụ cười trên môi, luôn xinh xắn vui vẻ để có được một làn da tuyệt đẹp. À, Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn thắc mắc về sản phẩm mặt nạ ngọc trai Amusic đến từ Hàn Quốc thì hãy nhấn vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Nhớ đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn vào quả chuông nhỏ dưới đây để nhận được các thông báo mới nhất bổ ích nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.